Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chia loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá từ gần đầu tiên nha. Let's go. Đây là một tựa game đỗ xe khá là hay và hot trong những tháng qua. Mission 4. Mission 5. Okay. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang từ gần thứ hai, Refreshing 3. Let's go. Okay.
Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba, Need for Speed Most Wanted. Let's go. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư. First Edge. Let's go. Okay. Thank you.
khá là ngoằn ngoèo. Ok. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Traffic Reader. Rất là đông xe ô tô.
Ok, tiếp tục đi thẳng. Your luck. Let's go. Oh my gosh, không được rồi. Quả vừa rồi là sát quá, đâm ra lại không quành được. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Sorry, rushing. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. CR Classics. Let's go. Tiếp tục nào. Cầy tiền sau đó là nâng cấp cơ sở của các bạn. Nó lên.
Không biết có đua được cái này không? Chắc chưa đua được. Tiếp tục nào. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. LOL, No Limits. Let's go. Let's go. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game tiếp theo. Seattle Rushing 2. Một trận trận nào. Okay. Okay.
Let's go. Các bạn sẽ đợi một chút nha. Ok, tiếp tục là Atmos Mobile. Đây là tựa game tay đua công thức 1, cũng khá là hay và hot. Atmos Mobile Racing, ok. Let's go. Restarts Channing 22. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Rebuild Rushing. Let's go.
Let's go. Đây là xe đua. Ok. Anh có thắng không? Ok, let's go. Thắng rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Taxi Sim 2020. Casta Blur. 8 giờ tối đi. PM. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm khách và sau đó thì sẽ chở taxi. Đây rồi. Taxi. Khách đầu tiên. Hey taxi. Ok. Hello. Hello. Rồi, tìm tiếp mà. Rock Radio 89.2. I like your car. The best selection of rock tunes. If it ain't heavy, we ain't playing it. Are you sure this is the fastest route? Đâm vào ai thì coi như là đền ngay. Nhầm đường rồi, mình sẽ lùi lại. Welcome to Rock Radio 89.2, the best selection of rock. Wow, mất luôn 50 đô. Làm mình sẵn đó được thôi. Are you sure this is the fastest route? Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.